cặp Bắc Hà sù trắng ghép đôi ngày hôm nay, em cái cuối cùng ở trong đàn bốn em. Em cái to nhất, to như đực. Đực thì ra sau còn đang đánh dấu. Mọi người mà thích Bắc Hà trắng thì có thể chờ bọn này. Hai con đẻ rồi, 1 3 1 4. Còn em này là em sau. Một con đầu tiên là đẻ được có một con chứ. Con đầu tiên là nó đẻ, đầu tiên là đẻ trong đàn này là con đầu tiên là đẻ được có một con. Đây thì đang trồng cỏ lại cho đang trồng cỏ thêm cho cái đoạn đằng sau này. Khoảng tầm tháng nữa thì sân sẽ đẹp. Em cái rất đẹp. Mùa hè này thì nó là mùa chúng nó thay lông. Đến thu thì sẽ ăn lông chúng nó sẽ đẹp hơn. Thôi đi lại đằng kia đi. Đằng này đang ướt. Lại đằng kia. Kìa, xem thằng Lau ở đâu. Xem thằng Lau ở đâu, em đi ra chỗ thằng Lau chơi đi. Bắc Hà sù trắng có cái đuôi rất là đặc trưng. Đang thì tìm hiểu giống chó ta này thì nó theo cái kiểu là khi mà nó vờn nhau ấy, nó không xoắn xuýt như là chó Tây, nó rất là hời hợt đấy. Nhưng mà sau đấy thì nó lại rất là nhanh, sau nó tiến hành rất nhanh chóng, tiện ngắm được hai con. Lau điệp dài và bông em, đây gọi là bông em. Số lượng chó đang rất nhiều, thành ra là còn chưa nghĩ ra cái tên nào hay ho để đặt cho bốn chị em con trắng này. Con nào cũng gọi là bông hết. Theo mọi người thì có bốn con cái cùng một đàn thì đặt tên như thế nào cho nó hay, yểu điệu thục nữ. Đặt tên như thế nào? Hay là đặt theo tên tứ đại mỹ nhân của ở trong tứ đại mỹ nhân ở trong văn học của Trung Quốc. Đặt tên theo tứ đại mỹ nhân luôn. Gồm có gì? Dương Quý Phi, Điêu Thuyền, Tây Thi và Võ Tắc Thiên. Tứ đại mỹ nhân ấy, con cái này nó rất là to, con cái này nó to gần như là con đực luôn. Đây là con cái to nhất ở trong bốn con, lên giống muộn nhất. Cái con có hai con cái to hơn, hai con cái bé hơn một tí trong bốn con cùng đàn này. Thì con một con cái to nó lên giống đầu tiên, nó đẻ đầu tiên, nó đẻ xong rồi thì mới đến hai cái con lên giống cùng nhau là hai con bé hơn. Hai con lên giống cùng nhau mới đẻ rồi thì bây giờ cái con cuối cùng là mới lên giống. Tức là cái lên giống của chúng nó là nó cũng mỗi con một kiểu. Trong cùng một đàn chế độ ăn như nhau. Loạt lên giống đầu tiên cùng nhau. Nhưng mà cái loạt thứ hai thì nó tranh nhau như thế, rồi tranh nhau được 4 tháng giữa con đầu và con cuối. Tranh nhau đến hơn 4 tháng. Thôi lau ra.
ra 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 kia chơi với nó kìa. Ừ, ra chơi với nó đi. Cho ta rất ẻ ả. Hay. Là ê à luôn. Xa là chúng nó có gây gọi là riêng tư. Cái ra rất chủ động gần đực. Cứ như không quan tâm kiểu. À, để ý là con lau này là cái con nó có cái bộ lông là gọi là trắng nhưng mà là trắng kem, vàng kem đấy. Nhưng mà đẻ con ra thì cái tỷ lệ con mà có cái vàng kem này ít, hầu như là trắng muốt. Đây, đang gầy dựng một cái dàn đinh lăng. Dàn đinh lăng cắm xuống ở sau có củ. Vườn cỏ này thì phải đánh bớt cỏ ở chỗ đã dày cho nó đều ra. Rất ê à. Vờn nhau một tí thôi rồi lại thôi. Cái đẹp mê luôn. Thôi em ra chơi với nó đi. Ra chơi với nó đi. Thích vào trong ô chuồng à? Vào trong ô chuồng để cho nó tự nhiên hả? Lau vẫn chưa xong. Bông đang chờ nhỉ. Ấy, nhìn cái bộ lông của con Bắc Hà trắng. Lau đã xong chưa? Lâu quá. Bắt đầu vào việc không? Phải vệ sinh xong xuôi. Không vào việc. Thật là xa cho mình. Đấy, chơi chỗ đấy cỏ sạch nhất, cỏ dày. Thoải mái luôn. Có triển khai không? Còn lằng nhằng vẫn còn đánh dấu.
kính thưa các gốc cây. Rất lằng nhằng. Cảm giác con chó ta nó ghép cặp, nó rất là hời hợt, đánh trống lảng. Đấy, mọi người mà thích chó con của cặp này thì chờ. Cặp này bây giờ là tháng 6 âm này, tháng 8 âm sẽ đẻ này, tháng 10 âm mà đoán được là quá đẹp luôn đấy. Còn cái góc vườn này phải che nốt này. Chưa che này. Vẫn còn đánh dấu. Chắc là cái khâu đánh dấu chắc là đã xong. Lau ơi, lau. Trắng muốt luôn. Vẫn đánh dấu, vẫn chưa xong cái khâu gọi là khâu gọi là nhận lãnh thổ. 15 phút. Đây. Đây là quay thực tế, như mọi người xem thực tế. Đây. Còn Bắc Hà trắng. Xinh luôn. Hít người cái rồi lại quay đi. Đi là cũng có đôi có cặp đấy. Thôi không phải hóng ở đấy đâu. Có cái chỗ góc đấy mà anh lại chèn nốt đi luôn bây giờ đấy. Nó quan tâm lãnh thổ của nó, để ý ở bên ngoài. Quá xinh. Xuống góc vườn. Để xem ra nào. Xem là chúng nó thở ơ đến lúc nào. Đường ngoài không đi, thích đi cái đường bé cơ. Thôi, bắt nó làm gì? Con nhái. Chuyển qua gọi là đi
đi đi săn nhái rồi. Không còn tí nào cố rặn. Bông mà không triển khai ngay là ta vào luôn đấy bây giờ ấy nhỉ. Lau vẫn đi hít người. Rất là thờ ơ. Có lẽ là nay nóng quá chăng? Hoặc là do mới tự xử hôm qua rồi cho nên là ê à lắm. Ok thôi được rồi, cho nó vào đi. Chắc phải chốc tối mắt rồi nó mới xử lý.